Xin chào các em, mời các em tham khảo các bài văn mẫu về bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm do thầy tổng hợp và biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 12. Bên dưới phần mô tả là link để xem 12 đề văn khác và 99 mẫu bài làm tham khảo. Trên video là bài phân tích về bài thơ Đất nước trích Trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. Mời các em cùng lắng nghe. Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943 trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước và cách mạng. Ông thuộc thế hệ các nhà thơ mà tài năng và tên tuổi được khẳng định trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng về đất nước, về dân tộc. Năm 2000, ông vinh dự được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Các tác phẩm chính của ông như Đất ngoại ô năm 1972, Mặt đường khát vọng năm 1974, Ngôi nhà có ngọn lửa ấm năm 1986, Cõi lặng năm 2007. Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả sáng tác ở chiến khu Trị Thiên năm 1971, in lần đầu năm 1974, nội dung phản ánh sự thức tỉnh của tuổi trẻ đô thị vùng tạm bị chiếm ở miền Nam đang xuống đường đấu tranh hòa nhịp với cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời thể hiện những suy ngẫm và quan điểm của nhà thơ về đất nước, dân tộc. Đoạn trích Đất nước nằm ở phần đầu chương 5 của Trường ca là một trong những đoạn thơ hay về đề tài đất nước trong thơ ca Việt Nam hiện đại. Tác giả bày tỏ suy nghĩ và tình cảm tha thiết, sâu sắc của bản thân về đất nước trên nhiều bình diện địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục, với tư tưởng bao trùm đất nước của nhân dân. Đoạn trích chia làm hai phần. Phần 1, từ đầu đến làm nên đất nước muôn đời, là cảm nhận của tác giả về đất nước trên các phương diện cuộc sống của con người, địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục. Phần 2, tác giả đúc kết nên một chân lý khái quát đất nước của nhân dân. Giữa hai phần gần như không có sự tách biệt rõ ràng về nội dung, vì ở phần nào tác giả cũng thể hiện sự cảm nhận về đất nước trên nhiều mặt, nhưng mỗi phần có một trọng tâm khác nhau trong nội dung, tư tưởng và cảm xúc. Ở phần 1, đất nước được tác giả cảm nhận từ những gì gần gũi, bình dị trong cuộc sống hàng ngày, sau đó mở rộng ra với thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông trong những truyền thuyết về thời dựng nước. Cuối cùng, cảm nhận của nhà thơ hướng vào sự hiện diện của đất nước trong mỗi con người, từ đó nhắc nhở trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Ở phần sau, đất nước được nhà thơ đúc kết thành quan niệm đất nước của nhân dân, chính nhân dân đã làm nên đất nước. Khái niệm đất nước được gợi nên từ những thắng cảnh thiên nhiên, những địa danh gắn với những tên người bình dị. Đất nước gắn với bề dày lịch sử 4.000 năm, với những lớp người không nhớ mặt đặt tên. Họ từng sống rất giản dị và bình tâm, nhưng cũng chính họ là những người đã làm nên đất nước, truyền lại cho con cháu muôn đời. Cuối cùng, mạch suy tưởng của tác giả dẫn đến một chân lý khái quát: đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Khác với các nhà thơ trước, khi viết về đất nước thường dùng những hình ảnh kỳ vĩ, mỹ lệ, mang tính biểu tượng, Nguyễn Khoa Điềm đã chọn cách thể hiện rất tự nhiên và bình dị. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Đất nước có trong những cái ngày xưa, ngày xưa mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Cái kèo cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, say dã dần sàng. Đất nước có từ ngày đó. Trong đoạn thơ này, Nguyễn Khoa Điềm bày tỏ cảm xúc và suy tưởng của mình về đất nước dưới hình thức trò chuyện tâm tình, tạo ra một cảm giác gần gũi, thân thiết. Nhà thơ lấy chất liệu từ văn hóa dân gian, từ ca dao, tục ngữ, từ đời sống quen thuộc hàng ngày. Bởi vậy nên không gian nghệ thuật được mở rộng ra nhiều chiều và hình tượng thơ trở nên trữ tình, bay bổng. Đất nước ở ngay trong cuộc sống của mỗi gia đình, từ lời kể chuyện ngày xưa, ngày xưa của mẹ, từ các phong tục tập quán có từ lâu đời, miếng trầu bây giờ bà ăn, tóc mẹ thì bới sau đầu.
Đất nước có từ khi dân mình biết chồng tre mà đánh giặc. Đất nước hình thành từ tình nghĩa vợ chồng thủy chung, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Từ quá trình lao động bền bỉ của dân tộc, từ hình ảnh hạt gạo ta ăn hàng ngày thấm đẫm mồ hôi một nắng hai sương. Câu thơ cái kèo cái cột thành tên diễn tả thời gian hơn là không gian. Phải bao năm tháng những vật dụng hàng ngày trong nhà mới có tên để gọi. Đấy cũng là quá trình sinh thành của đất nước, từ không đến có, từ nhỏ hẹp tới lớn lao. Tất cả những điều đó làm cho khái niệm đất nước trở nên gần gũi, thân thiết đối với mỗi con người. Có thể coi đoạn mở đầu là câu trả lời cho câu hỏi đất nước có từ bao giờ. Lịch sử lâu đời của đất nước Việt Nam được cắt nghĩa không phải bằng sự nối tiếp của các triều đại phong kiến hay các sự kiện lịch sử, mà bằng những câu thơ gợi nhớ đến các truyền thống có từ xa xưa. Trầu cau, thánh gióng, vân vân, đến nền văn minh lúa nước sông Hồng cũng như phong tục tập quán có từ lâu đời. Đó chính là đất nước được cảm nhận từ chiều sâu, từ bề dày của văn hóa và lịch sử. Những câu thơ chính luận, trữ tình tiếp theo vẫn trả lời cho câu hỏi đất nước là gì? Đó là sự cảm nhận về đất nước trong sự thống nhất, hài hòa giữa các phương diện địa lý và lịch sử, không gian và thời gian, nhưng không dừng lại ở mức khái niệm, mà nâng cao lên một tầng ý nghĩa sâu xa hơn. Hình tượng đất nước thiêng liêng được cảm nhận thông qua cách nhìn nhận, suy nghĩ của tuổi trẻ, nên vừa cụ thể, vừa mới mẻ và hết sức táo bạo. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn. Hình ảnh con đường đến trường, bến sông êm tắm, nơi lứa đôi yêu nhau hò hẹn, gợi ra không gian cụ thể, thân quen, nhưng cũng không kém phần đẹp đẽ, thơ mộng. Đất nước gắn bó anh và em, gắn bó mỗi con người với cuộc đời. Đất nước là không gian sinh tồn của cả cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ. Rộng lớn hơn nữa, đất nước là không gian mênh mông của núi sông, rừng biển. Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc. Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Các câu thơ trên lấy ý tứ từ những bài ca dao miền Bắc và những câu hò bình trị thiên để mở ra một không gian lãng mạn bay bổng của một tình yêu say đắm thủy chung. Trong mắt của những người trẻ tuổi, đất nước là một không gian thơ mộng với bao kỷ niệm dịu ngọt của tình yêu. Đất nước còn được tác giả cảm nhận theo nhiều chiều, không gian và thời gian, địa lý và lịch sử. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Đất nước tồn tại trong sâu thẳm của ký ức, từ thời nảy sinh huyền thoại về mối duyên kỳ ngộ giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở, Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Đất nước đã trải qua 4.000 năm lịch sử, dân tộc ta đã xây dựng nên nhiều truyền thống và nét đẹp văn hóa Việt Nam. Hai tiếng đồng bào gợi tình cảm máu thịt và tinh thần đoàn kết nhất trí. Đất nước mấy nghìn năm lịch sử được chuyển giao qua nhiều thế hệ. Những ai đã khuất, những ai bây giờ, yêu nhau và sinh con đẻ cái, gánh vác phần người đi trước để lại, dặn dò con cháu chuyện mai sau, hàng năm ăn đâu làm đâu, cũng biết cúi đầu nhớ ngày dỗ tổ. Huyền thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ, truyền thuyết Hùng Vương và ngày dỗ tổ, tất cả đều nói lên chiều sâu, bề dày lịch sử của đất nước Việt Nam. Đất nước còn được tác giả cảm nhận trong sự thống nhất giữa các phương diện văn hóa, truyền thống, phong tục, trong cái hằng ngày và cái vĩnh hằng, trong đời sống của mỗi cá nhân và cả cộng đồng, ở chiều rộng của không gian địa lý và chiều dài của thời gian lịch sử. Đến cuối phần 1, cảm hứng thơ dẫn dắt tác giả đến sự chiêm nghiệm, suy ngẫm sâu sắc về đất nước. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Như vậy, đất nước không phải là một khái niệm trừu tượng, mà đất nước hiện diện cụ thể trong cuộc sống của mỗi con người. Sự sống của mỗi cá nhân không phải là chỉ riêng của cá nhân mà còn là của đất nước. Bởi mỗi cuộc đời đều được thừa hưởng những di sản văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc, của nhân dân. Vì thế mỗi công dân phải có trách nhiệm gìn giữ, phát triển đất nước và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo.
Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Sang phần thứ hai, từ những cảm nhận toàn diện về đất nước, mạch suy nghĩ của nhà thơ vươn tới một tư tưởng lớn, đất nước của nhân dân và nhân dân làm nên đất nước. Tư tưởng này quy tụ quan điểm về đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, đồng thời góp phần hoàn thiện quan niệm về đất nước trong thơ ca Việt Nam hiện đại. Cách nhìn của tác giả về những thắng cảnh, về địa lý là một cách nhìn có chiều sâu nhân văn, đồng thời là một phát hiện mới mẻ, thú vị. Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu, cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn chống mái, con ngựa của thánh gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại, 99 con voi góp mình dựng đất tổ Hùng Vương, những con rồng nằm im góp dòng sông xanh thẳm, người học trò nghèo góp cho đất nước mình núi bút non nghiêng, con cóc con gà quê hương cùng góp cho Hạ Long thành thắng cảnh, những người dân nào đã góp tên ông Đốc, ông Trang, bà Đen, bà Điểm. Những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú mang những tên gọi nôm na bình dị gắn liền với cuộc sống đời thường của nhân dân. Chúng chỉ trở thành thắng cảnh khi được tiếp nhận, cảm thụ qua tâm hồn nhân dân, qua lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nếu không có những người vợ mỏi mòn đợi chồng qua các cuộc chiến tranh thì cũng không có tên gọi núi Vọng Phu. Cũng như nếu không có truyền thuyết về Hùng Vương dựng nước thì cũng không thể có sự cảm nhận về vẻ đẹp hùng vĩ của vùng núi đồi chập trùng xung quanh đền Hùng, giống như 99 con voi quây quần trầu về đất tổ. Khi nêu lên những địa danh từ Bắc vào Nam, tác giả có ý khẳng định đất nước là một khối thống nhất, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Con người Việt Nam sống thủy chung tình nghĩa. Nhà thơ đã quy nạp hàng loạt hiện tượng cụ thể để đưa đến một ý nghĩa khái quát sâu sắc. Và ở đâu trên khắp ruộng đồng gò bãi, chẳng mang một dáng hình, một ao ước, một lối sống ông cha. Ôi đất nước sau 4.000 năm đi đâu ta cũng thấy, những cuộc đời đã hóa núi sông ta. Nói về lịch sử 4.000 năm của đất nước, nhà thơ không nhắc lại các triều đại, các anh hùng nổi tiếng, mà tập trung nhấn mạnh vai trò của những con người vô danh. Trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Họ đã làm ra đất nước bằng chính những công việc hàng ngày và trong suốt cuộc đời họ. Nhưng họ đã làm ra đất nước, họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng, họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cái, họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói, họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân, họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái. Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm, có nội thù thì cũng vùng lên đánh bại. Họ đã gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ sau mọi giá trị văn hóa, văn minh tinh thần và vật chất của đất nước, của dân tộc. Hạt lúa, ngọn lửa, tiếng nói, ngôn ngữ dân tộc, cả tên xã, tên làng và truyền thống chống thù trong giặc ngoài. Mạch suy nghĩ sâu lắng dẫn đến tư tưởng cốt lõi, điểm hội tụ và cũng là điểm đỉnh của cảm xúc trữ tình ở đoạn cuối. Đất nước này là đất nước nhân dân. Khi thể hiện tư tưởng đất nước của nhân dân, tác giả đã trở về với ngọn nguồn phong phú, đẹp đẽ của văn hóa, văn học dân gian mà tiêu biểu là ca dao. Vẻ đẹp tinh thần của nhân dân hơn đâu hết có thể tìm thấy trong ca dao, dân ca, chuyện cổ. Đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Câu thơ hai vế song song là một cách định nghĩa về đất nước thật giản dị mà cũng thật độc đáo. Nền văn hóa của đất nước Việt Nam là nền văn hóa của nhân dân, do nhân dân sáng tạo nên. Trong nền văn hóa ấy, ca dao thần thoại luôn chứa đựng cả lịch sử, xã hội, văn hóa của đất nước, đặc biệt là đời sống tâm hồn của nhân dân. Nhà thơ đã vận dụng vốn ca dao, dân ca một cách sáng tạo, không lặp lại nguyên văn mà chỉ sử dụng ý tứ và hình ảnh của ca dao, vẫn gợi nhớ đến ca dao nhưng lại trở thành một câu thơ, một ý thơ gắn bó trong mạch chung của toàn bài, để từ đó khẳng định con người Việt Nam say đắm trong tình yêu. Yêu em từ thủa trong nôi, quý trọng tình nghĩa, quý công cầm vàng những ngày lặn lội, nhưng cũng thật quyết liệt trong chiến đấu,
chồng tre đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Thành công nghệ thuật của đoạn thơ này chính là sự vận dụng những yếu tố dân gian kết hợp với cách diễn đạt và tư duy hiện đại, tạo ra màu sắc thẩm mỹ vừa quen thuộc lại vừa mới mẻ. Chất liệu văn hóa, văn học dân gian được sử dụng tối đa đã tạo nên không khí, giọng điệu, không gian nghệ thuật riêng, vừa có sự bình dị, gần gũi, hiện thực, lại vừa bay bổng mơ mộng của ca dao truyền thuyết, nhưng lại mới mẻ qua cách cảm nhận và cách diễn đạt bằng hình thức thơ tự do. Có thể nói chất dân gian đã thấm sâu vào tư tưởng và cảm xúc của tác giả, tạo nên đặc điểm nghệ thuật độc đáo của đoạn thơ này. Qua đoạn trích đất nước, chúng ta phần nào nhận thấy đặc điểm của phong cách thơ Nguyễn Khoa Điềm là sự kết hợp giữa chính luận với trữ tình, giữa suy tưởng với cảm xúc. Chất chính luận nằm trong ý đồ tư tưởng của tác giả là nhằm thức tỉnh tinh thần dân tộc của thế hệ trẻ thành thị miền Nam, để họ dứt khoát trong sự lựa chọn đứng về phía nhân dân và cách mạng. Chất trữ tình không chỉ được biểu hiện ở những câu thơ bộc lộ trực tiếp tình cảm, cảm xúc của tác giả, mà còn thấm vào trong cái nhìn, trong thái độ trân trọng, yêu quý đối với mỗi hình ảnh, chi tiết về đất nước, gắn liền với nhân dân được miêu tả và đề cập đến trong đoạn trích. Chính nhờ suy tưởng mà nhà thơ đã phát hiện được nhiều ý nghĩa mới mẻ và sâu sắc từ những điều quen thuộc, những chuyện cổ tích, câu ca dao, những địa danh thắng cảnh của đất nước đều chứa đựng tâm sự, quan niệm, lối sống, cuộc đời và máu thịt của nhân dân. Nhưng những suy nghĩ, phát hiện ấy không phải được nói lên bằng những mệnh đề khô khan, mà qua hình tượng thơ và những cảm xúc trữ tình. Trong đoạn thơ, sự triển khai cảm hứng của tác giả tuy phóng túng, đa dạng, nhưng vẫn quy về tư tưởng cốt lõi, đất nước của nhân dân. Bài thơ khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc cùng trách nhiệm công dân trong mỗi chúng ta. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.